Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay lại với kênh YouTube của Hoàng Sơn Design. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách cắt theo mẫu nhé. Trước thì bạn Trương Nguyễn có gửi cho mình cái mẫu vải nhiên này. Nói qua về mẫu một chút là đây là váy cổ tim chồng cắt rời eo, vai nhún, phần tay là tay hến nhún. Phía phần dưới bên dưới này, phần bên dưới này nó cũng chồng lên nhau này, có một bèo. Ok, bây giờ mình sẽ cho số đo. Số đo là dài váy 85, hạ eo 36, hạ mông 54, vòng ngực 84, vòng mông là 88, bắp tay 28. Đầu tiên các bạn sẽ gập hai mép này, gập đôi mép giấy lại cho mình. Các bạn kẻ dựng một đường vuông góc trước này. Các bạn vẽ gấu hai phân. Các bạn lấy dài váy 85. Độ dài váy này là tùy các bạn nha. Cái giấy mình nó ngắn thì mình cho dài váy là tuần này 85 này. Các bạn có thể lấy dài hơn thoải mái nhá. Kẻ dài váy này. Từ dài váy các bạn hạ xuống, hạ eo 36, hạ mông 54. Các bạn lấy xuôi vai cơ bản 3,5 cho mình. Ngang cổ 6,5. Ngang vai sẽ bằng vai chia 2 trừ đi 1. Các bạn nối hai cái lại với nhau. Ngang cổ 6,5 này. Vai sẽ bằng 3 chia 2 trừ đi 1. 36 chia 2 trừ 1. Hạ nách bằng bắp tay chia 2 cộng với 2 cho nên 3 phân cử động. Ở đây mình sẽ cho cộng với 2 phân nhá. Bắp tay 28 chia 14 này, cộng với 2 phân là 16. Chia 2 cộng với 2. Chéo nách bằng ngang vai trừ đi 3. Các bạn lấy đoạn này trừ đi 3 phân cho mình. Nối được đường chéo nách. Tính đến ngang nách sau bằng phần tư vòng ngực cộng với 1,5 cử động. Các bạn dích mặt rộng một chút thì các bạn cộng với 2 nhé. Cộng 1 rưỡi này. Cho bằng 84 chia 4 cộng với 1,5. Phần ngang eo thì các bạn sẽ chỉ cần lấy cái ngang nách này, các bạn lấy nhỏ vào 2 phân rưỡi cho mình. Cho này bằng 22 rưỡi này, các bạn đặt sang bên này. Các bạn trừ đi 2 phân rưỡi cho mình. Tiếp tục đến ngang mông, trong 1 phần 4 bằng mông cộng với 1,5 cho đến 2 phân cử động. Mình sẽ cộng với 1,5 nha. Cho đây bằng 88 chia 4 cộng 1,5. Ngang gấu sẽ bằng ngang mông này cộng với 2 phân. Cho mình đo được 23 rưỡi. Cộng 2 phân bằng 25 rưỡi này.
Rồi các bạn sẽ nối lại với nhau. Xa gấu là 1,5. Bạn chia 3 đường chéo nách thì ra để vẽ bằng nách này. Bạn chưa cần vẽ cái cổ này vội nhá. Sau mình sẽ vẽ. Phần vai nhún này. Vai nhún các bạn sẽ cộng cái đầu vai này ra ngoài là 2/2 cho mình. Rồi các bạn cộng ra ngoài 2/2 này. Các bạn nối vào đây. Chưa. Các bạn sẽ vẽ lại bằng máy. Các bạn lượn vút vào đây nhá. Ok. Sau đó các bạn sẽ cắt ra để vẽ thân sau này. Các bạn cắt đứt hết cho mình nha. Cắt ra để vẽ thân sau. Ok. Để vẽ thân sau. Bạn đặt thân trước lên này. Bạn sang dấu lại đường sườn này cho mình. Sang dấu lại nách này. Hạ eo. Mông. Mình sẽ lấy 2 phần sườn này bằng nhau nhé. Các bạn muốn nó ôm thì các bạn sẽ lấy cái thân sau nhỏ hơn trước một phần nha. Dâng vai thân sau lên 1,5 cho mình. Sau các bạn bỏ thân trước ra này. Bạn kẻ lại hết tất cả đường cho mình. Cái này mình sẽ không cần làm cái bổ sống lưng nha. Vì là dáng nó hơi suông một tí. Con lấy ngang cổ thân sau bằng ngang cổ thân trước cộng 1 này. Và chia 2 giữ nguyên. Chéo nách trừ đi 1 đến 1,5. Các bạn chia 3 để vẽ bằng nách ra này. Phần này các bạn cũng phải lấy ra là 2,5 bằng thân trước nha. Khi mà các bạn dâng vai lên này, các bạn dâng theo đường này rồi. Chưa?
thì bạn sẽ không cần phải đẩy thẳng ra nữa mà nối vào đây nữa giống một thân trước. Khi các bạn dâng theo cái đường này rồi, các bạn chỉ cần lấy ra ngoài 2,5 phân thôi. Sau các bạn sẽ cũng lượn vút vào đây. Một là các bạn để hai cái thân đều rút nhún, hoặc hai là các bạn sẽ chỉ rút nhún mỗi thân trước thôi. Đây mình có hai cách này nhá. Mình thì mình sẽ làm rút nhún mỗi thân trước thôi. Sau các bạn sẽ cắt rời này ra. Cắt đứt hết cho mình nha. Tiếp tục các bạn sẽ vẽ tay này. Các bạn đo vòng nách lại cho mình này. Bên sau. Đo vòng nách ở chân sau và chân trước ạ. Đo được 46. Cái tay. Các bạn dựng một đường cho mình này. Phần tay này thì các bạn cứ lấy cái tay cơ bản trước, dài là 18 phân cho mình. Lấy tay cơ bản dài 18 phân này. Các bạn tính cái ngang tay từ đây ra. Bằng bắp tay chia 2 cộng với 2,5 thì đó. Bắp tay mình đo được 28 này, chia 2 14 này cộng với 2,5 là 16 rưỡi. Các bạn lấy đủ 16 rưỡi cho mình này. 28 chia 2 cộng 2,5 26,5. Còn nách mình đã lấy được này nhá. Đường chéo nách tay này. Còn vòng nách, vòng nách mình đo được 46. Các bạn chia 2 trừ đi 1. 23 trừ 1 22 này. Các bạn đặt 22 vào đây, quay thước cắt cái đường này ở đây nối lại với nhau này. Bạn chia 3 ra cho mình. Cho này lấy lên 2 phân rưỡi. Và các bạn lượn. Ok. Đây là tay cơ bản. Thì bây giờ để nhún thì các bạn sẽ lấy từ đây lên cho mình 4 phân. Các bạn sẽ lượn, bắt đầu lượn từ đây. Lượn lại vòng nách. Đó. Các bạn chỉ cần lượn như này thôi. Sau đó sâu tay. Dài tay các bạn sẽ lấy xuống 13 đến 14 phân cho mình. Các bạn để chéo bụng tay một chút này. Lấy xuống cho mình là 2 phân. Các bạn nối hai điểm này lại với nhau, chia đôi. Các bạn đánh vòng một chút. Đó. Đây sẽ được tay phến nhún. Các bạn cắt này. Cắt này đang chừa đường may sau nhá. Đây các bạn sẽ không cần phải giảm mang trước hay mang sau gì cả. Tí nữa mình sẽ rút nhún lại thì hai cái sẽ như nhau thôi.
Bây giờ mình sẽ nói đến phần thân nha. Thân này con lấy thân trước ra. Thân trước ra này. Quan để như này. Mẫu này. Cái mẫu này sẽ cắt ở phần hạ eo. Mình sẽ cắt cái đường này ra ở phần hạ eo này. Ngang cổ mình lấy là 9 phân rưỡi. Ok. Bây giờ từ đây con sẽ lấy phần ngang cổ này. Từ đây các bạn lấy ra cho mình là 9,5. Phân cắt rơi ở hạ eo. Còn kéo dài sang này. Mình sẽ lấy cổ nó chồng sang. Từ đây các bạn lấy sang 1/10 bằng ngực. 8,4. Sau đó các bạn nối hai cái điểm này lại với nhau này. Đó. Đây sẽ được một phần chồng sang. Ở bên thân bên này nó sẽ chồng sang như thế này. Đối xứng sang. Ok. Đây là được một phần bên trên. Đây nha. Nó sẽ được cái phần này. Đó. Nó sẽ được cái phần hai thân bên trên này chồng nhau này. Dưới là phần bên dưới. Thì các bạn sẽ xác định cái điểm cắt cong ở đây. Như sau. Phần phía bên dân bên dưới này các bạn sẽ chia 3 đoạn từ đây đây cho mình. 20. Các bạn chia 3 ra cho mình. Chia 3 nhá. Sau đó các bạn sẽ lấy một phần từ sườn này vào. Các bạn lấy phần này. Vứt bỏ đi. Đấy phần mình đánh cong. Thì đoạn cong này các bạn lấy từ đây lên cho mình tầm 17 đến 18 phân. 17 đến 18 phân này. Sau các bạn sẽ lượn làm sao cho cong đều được từ đây. Đó. Các bạn sẽ lượn như này. Em cho xuống dưới một chút cũng được nha. Thì cái bèo của nó sẽ là như thế này. Đây là phần bèo rủ. Tương tự phần bên này khi mà nó chồng sang này. Nó sẽ có hình dạng như thế này. Và phần bèo nó cũng như thế này. Đó. Thì hai cái nó sẽ chồng lên nhau và nó sẽ có được phần bèo rủ như là sau. Bây giờ mình sẽ cắt ra này. Các bạn sẽ cắt rời phần eo này ra cho mình. Cắt theo đường này. Bây giờ cái phần cổ này mình sẽ lấy cái cổ thân sau theo cái cổ thân trước nha. Cổ phần thân sau mình thân trước mình đã lấy được ngang cổ là 9,5 rồi, thì thân sau mình sẽ lấy ngang cổ là 10,5, bởi vì thân sau cũng là to hơn thân trước một phần.
Đối với công thức của mình là ngang cổ thân trước bé ngang cổ thân sau nha. Và vai thân trước cũng bé hơn vai thân sau. Sâu cổ này là 3 phân rưỡi. Rồi các bạn cắt đi. Cái phần vai thân trước này các bạn sẽ rút nhún lại để làm sao cho nó bằng được cái vai của thân sau đó. Đây là xong phần thân trên và thân sau. Rồi đến được phần này các bạn sẽ cắt, cắt như sau này. Các bạn sẽ cắt rời phần này ra cho mình. Các bạn lấy mỗi phần này thôi. Bây giờ các bạn sẽ cắt bèo như sau. Phần bèo này các bạn sẽ cắt bèo 360 cho mình. Ở đây mình sẽ cắt minh họa cho các bạn, bởi vì cái giấy của mình nó cũng không có đủ thông số được. Cắt này, kẻ cho mình một đôi trục, hai trục vuông góc với nhau. Các bạn sẽ lấy bắt đầu 6 phần. Bảy phần rưỡi này. 6,5. 7,5. Sau đó các bạn sẽ lượn. Các bạn sẽ phát triển dần này. Nó sẽ to dần ra. Các bạn sẽ cắt làm sao để khi mà mình cắt xong lên nó sẽ đủ được thông số. Cái đoạn mình cắt vứt đi ở phần bèo kia là 17 phân với 17, 18 phân thì các bạn sẽ cắt làm sao để khi mà lên cái bản rộng này nó đủ là 17, 18 phân này. Đây, ví dụ mình sẽ cắt loại như thế này đi. Các bạn sẽ cắt từ ngoài vào. Giống mình xoắn ốc. Càng ngày sẽ càng nhỏ dần nha. Mình sẽ có được một phần bèo như thế này. Và đây là phần thân này. Các bạn sẽ bắt đầu may. Lấy cái bản này bằng cái phần mình đã cắt đi nhá. Cho em chia 3. Chia 3 được hơn 6 phẩy, hơn 6 phân đấy. Thì cái đoạn này các bạn sẽ cắt làm sao cho đủ bằng 6 phân. Bằng cái đoạn mình vứt đi từ ngoài sườn này vào đấy. Các bạn sẽ bắt đầu may. Quay như thế này. Đó. Khi mà các bạn bẻ cái này ra, các bạn may vào. Trên vải nó sẽ mềm hơn nhá.
bạn may vào đây, nó sẽ rủ ra được như thế này. Các bạn sẽ may hết vào phần bên này. Đây. Khi mình giả dụ các bạn sẽ cắt được như này, các bạn may vào xong thì nó sẽ rủ ra được như thế này. Khi mà các bạn cắt lên vải thì các bạn sẽ cắt cho mình hai cái như thế này để nó có thể chồng được lên nhau, hai bên đối xứng chồng lên nhau. Và cái dây bèo này các bạn cũng cắt làm hai này. Phần cổ tim chồng các bạn cũng cắt làm hai. Phần thân chồng bên trên thì các bạn cắt làm hai nhá. Hai bên để nó hai bên nó chồng lên nhau nhá. Ok. Phần tay các bạn sẽ cắt hai cái dây. Phần dây này mình sẽ nói thêm phần dây một chút. Cái phần dây này thì các bạn có thể cắt làm một dây dài, các bạn lộn rời ra xong các bạn buộc vào, nó là một dây rời giống thắt lưng ấy. Hoặc là các bạn sẽ lộn hai dây xong các bạn may vào hai bên sườn, hai bên xong các bạn buộc vào đây cũng được. Nó có hai kiểu làm hai dây nhá. Ok. Như vậy là mình đã chia sẻ xong các bạn cách cắt váy theo mẫu bạn Trương Nguyễn. Các bạn có mẫu nào có thể gửi vào Facebook cho mình nhé. Mình để phần link bên dưới đó. Các bạn cảm thấy video hữu ích, hãy chia sẻ, ấn thích và đăng ký theo dõi kênh của mình nhé. Xin chào.